Những năm gần đây, cứ mỗi 2 năm mình lại cắt tóc một lần. Mình nuôi tóc dài, thẳng tự nhiên và không uốn dụi, sấy hay là nhuộm gì cả nên tóc mình rất là khỏe và chắc. Mỗi 2 năm là tóc mình lại dài chùm tới mông luôn. Và mỗi lần cắt thì mình cắt ngắn hẳn lên tới cổ luôn. Phần tóc mà mình cắt đi, mình gửi quyên góp cho một tổ chức chuyên làm tóc giả cho các bệnh nhân ung thư vú. Việc mang trong mình cái căn bệnh ung thư vú không chỉ làm cho cái người bệnh phải chịu những cái đau đớn về mặt thể trạng, mà còn là những cái mất mát rất là to lớn về mặt tinh thần. Người ta dễ nhớ tới một cái hình ảnh cái người bệnh nhân ung thư với cái đầu trọc lóc do cái thời gian điều trị hóa chất. Và riêng với cái bệnh nhân ung thư vú thì ngoài mất đi cái sự duyên dáng của mái tóc, họ còn mất đi một cái thứ quý giá khác, một cái vẻ đẹp, một cái niềm tự hào của một cái người phụ nữ, đó là mất đi cái bộ ngực của mình. Thì ở Sài Gòn có một cái dự án từ thiện tên là cái dự án thư viện tóc giả cho bệnh nhân ung thư. Cái dự án này được xây dựng để mà cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng bệnh nhân, và đặc biệt là giúp cho họ tự tin hơn với cái ngoại hình của mình và can đảm chiến đấu với bệnh tật. Cho nên mỗi lần cắt tóc thì mình gửi tóc vào đây để người ta làm tóc giả cho những cái bệnh nhân ung thư vú. Và để ủng hộ tóc thì tóc của bạn cần phải đáp ứng một vài cái điều kiện, như là bạn phải có tóc tự nhiên dài từ 25cm trở lên. Nếu mà tóc đã qua xử lý hóa chất như là uốn, nhuộm hay là dụi thì tóc bạn phải có chiều dài từ 35cm trở lên nha. Đối với cái tóc mà xoăn thì bạn không cần phải dụi thẳng lại, bạn dùng tay kéo căng ra rồi dùng thước đo coi là nó đáp ứng đủ cái độ dài tiêu chuẩn hay không là được rồi. Nhớ là mình gội đầu thật sạch, sấy khô tóc và mình buộc cái tóc mình lại thành từng cái chùm nhỏ, buộc hoặc là tết lại á, để lúc mà cắt thì nó không có bị rơi ra. Sau đó thì bạn bỏ cái tóc này, gói lại vào bao ni lông, cột chặt lại rồi bỏ vào phong bì và gửi cho cái thư viện tóc này. Mình đính kèm website của thư viện tóc ở bên dưới này ha, bên dưới cái phần mô tả. Và trong suốt cái thời gian mang bầu của mình ăn uống bổ sung đầy đủ canxi và dưỡng chất nên tóc mình mọc nhanh quá trời luôn. Bây giờ thì mẹ bầu đã sẵn sàng đi đẻ với cái mái tóc ngắn thoải mái và năng động này rồi.